ra chỗ khác, mấy tên lính quát tháo. Chàng thanh niên kẻ vẫn im lặng ngồi đan sọt. Tên lính tức giận, lập tức cầm ngọn giáo thọc mạnh vào đùi chàng. Máu phun lên láng một bãi đất, nhưng mà chàng vẫn chẳng mảy may quan tâm. Hưng Đạo Dương thấy tên lính khổ sở loay hoay rút giáo ra không được, thì bước tới hỏi: "Ngươi là ai? Tại sao lại không tránh đường cho ta?" "Dạ bẩm, tôi tên là Phạm Ngũ Lão." Chàng trai đối đáp trôi chảy, nói lên khát vọng của mình là muốn lập công để rạng danh non sông. Hưng Đạo Dương bị thuyết phục ngay lập tức và khen thầm sẽ là một nhân tài của triều đình. Ông lập tức mời chàng theo về. Phạm Ngũ Lão thăng tiến bằng con đường lọt vào mắt xanh mà không có qua khoa cử. Đây là một điểm rất đặc biệt ở thời nhà Trần. Không phụ tấm lòng của Hưng Đạo Dương, Phạm Ngũ Lão có thể xem như là một chiến thần của dân tộc Việt Nam, với thành tích bách chiến bách thắng. Đã đánh là thắng, không hề thua một trận nào. Cho dù đối thủ có là Lào, Champa hay là Mông Nguyên đi chăng nữa. Chưa hết, Phạm Ngũ Lão là một vị tướng cực kỳ can đảm, luôn có mặt ở những trận quyết chiến quan trọng và luôn tự mình xông lên giết giặc, làm gương cho ba quân tướng sĩ, chứ không chỉ đứng đằng sau hô hào như các ông tướng khác. Cuộc đời ông là cuộc đời gắn liền với chiến trận và những chiến công gian dội. Ông luôn yêu lính như con, đồng cam cộng khổ. Trên chiến trường thì cực kỳ dũng cảm, khi rèn quân thì lại hết sức nghiêm minh. Tự mình làm gương, biết phát huy các sở trường, địa hình, thời tiết để mà giành chiến thắng. Ngoài ra ông còn là người nho nhã, rảnh rỗi thì thích đọc sách, ngâm thơ, chứ không phải là hạng cục súc võ biền. Hưng Đạo Dương quá mến tài mới quyết định làm một việc khó tin, là gả con gái nguyên anh của mình cho Phạm Ngũ Lão. Bất chấp việc phải dán nàng xuống làm con gái nuôi để danh chính ngôn thuận. Có thể nói là văn thơ thao lược, muôn thuở ngợi hùng tài, lời răng khắc đá, biển sông ca vịnh, nguyên mông chim Lào một thời quý phục, triều Trần ghi công, sử Việt lưu danh. Credit Phạm Vĩnh Lộc, người đọc Đạt Phi.